cái sứ điệp mà buổi tối ngày hôm nay trong cái dịp cuối năm này muốn chia sẻ đến quý ông bà anh chị em về chúng ta hãy nói không với của cúng thần tượng. Amen. Amen không ạ? Amen. Vì Tết nhất là cái dịp mà chúng ta sẽ đi đến nhiều người, nhiều nhà, nhiều gia đình trong bà con của chúng ta. Đôi khi chúng ta là những người Cơ Đốc dân, chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà khi chúng ta đến và chúng ta thăm gia đình, bà con, họ hàng của chúng ta thì chúng ta không khó, rất là khó để chúng ta tránh được những cái ăn, cái đồ thờ cúng ở trên bàn thờ. Thế là chúng ta cầm một cây nhang, chúng ta thắp hương đúng không ạ? Và thế là chúng ta quỳ lại một thần nào đó. Cho nên là đó những cái việc làm là đó là những cái việc làm mà chúng ta cần phải tránh trong cái dịp cuối năm này hay là cái dịp đầu năm mà khi chúng ta đi du xuân. Amen không ạ? Amen. Và chúng ta cùng nhau xin mời máy tính có thể chiếu tiếp cho anh trong cô đi như câu dứt đoạn số 8. Cô đi tôi nhất đoạn 8 từ câu 1 đến câu số 13. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Luận đến của cúng thần tượng thì chúng ta biết rằng mình đều có sự hay biết cả. Sau sự hay biết sanh ra kiêu căng, còn sự yêu thương làm người tốt. Nếu có ai cũng cần biết điều gì thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có thần, có các thần khác, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới thần dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài làm ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi điều đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng với Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tốn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối bất phàm. Câu số 10. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn cho miếng đa thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì các ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà đến Christ đã chết để cho. Khi nào phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên nếu đồ ăn xui cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm việc vấp phạm cho anh em của tôi. Đây là một phần đoạn kinh thánh ngắn mà sứ đồ Phaolô nói về vấn đề ăn của cúng thần tượng. Thì cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh trong buổi tối ngày hôm nay đó là chúng ta hãy nói không với của cúng thần tượng. Chúng ta thấy là trong cái từ câu 1 số 1 đến câu số 3 thì Phaolô nói là luận đến của cúng thần tượng á, thì chúng ta biết là mình đều có sự hay biết cả. Có nghĩa là trong mỗi chúng ta, ai chúng ta cũng đều biết về cái vấn đề này, đúng không ạ? Song sự hay biết thì sanh ra kiêu căng, còn sự yêu thương thì làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì á, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh đó là chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô luận về cuộc cúng thần tượng, và trong câu 1 đến câu số 3 thì Phaolô đề cập đến hai cái vấn đề. Đó là thứ nhất, đó là cái vấn đề về sự hiểu biết của chúng ta hay là về cái kiến thức của chúng ta. Và cái vấn đề thứ hai đó là Phaolô nói về cái tình yêu. Và hai điều này có ý nghĩa gì? Và cái kiến thức của chúng ta nó
quan trọng và nó giúp ích gì được cho chúng ta. Và tại sao trong cái vấn đề ăn của cúng thần tượng á, thì Paulo lại nói về một cái vấn đề đó là tình yêu ở trong đó. Chúng ta có thấy nó có liên quan gì với nhau không ạ? Khi chúng ta đọc cái phân đoạn này á, chúng ta thấy là có những điều Paulo nói nó gần như là nó không có liên quan gì với nhau. Nhưng mà chúng ta hãy xem là Kinh Thánh và lời Chúa sẽ dạy cho chúng ta cái điều gì ở trong những cái điều mà Paulo nói này. Amen không ạ? Cái điều thứ nhất á, mà chúng ta tôi muốn nói đến, Paulo muốn nói đến đó là về cái vấn đề kiến thức của chúng ta. Có nghĩa là có một nói là trong chúng ta luận về của cúng thần tượng á, thì trong chúng ta ai cũng đều hay biết về cái vấn đề này. Đúng không ạ? Và đây là một cái vấn đề mà Paulo muốn cảnh báo đến với mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi đời sống của chúng ta cảnh báo cái vấn đề gì? Đối với những người như thế nào? Thì cái vấn đề mà Paulo cảnh báo ở đây á, có nghĩa là Paulo cảnh báo cho những người đã tin Chúa và đã biết Chúa rồi, là một cơ đốc nhân trong thủ. Amen không ạ? Bởi vì sao? Ông nói là luận về của cúng thần tượng á, thì tất cả trong chúng ta ai cũng đều hay biết cả. Có nghĩa là những người chúng ta đã tin Chúa và chúng ta đã biết về điều này rồi, chứ không phải là người ngoài thì họ không biết, chưa biết về cái lễ thần này. Đúng rồi. Cho nên Paulo đang nói về mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà Paulo nói những điều chúng ta hay biết đó thì nó sẽ đem đến cái sự ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta? Đó là nó sẽ sanh ra cái gì? Sự kiêu căng, đúng không ạ? Sự kiêu căng và tự phụ trên đời sống của chúng ta. Bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta dựa vào cái sự hiểu biết cá nhân của chúng ta để mà chúng ta làm theo cái sự khôn ngoan riêng của chúng ta, và chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là cái điều mà Paulo muốn nói về cái sự suy biết của mỗi cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay. Thật ra đối với cuộc cúng thần tượng thì trước đây tôi là người sinh ra trong gia đình tin Chúa. Nhưng mà tôi thì lúc đó cái thời điểm tôi thật sự là rất là yếu đuối, cái thời thanh niên của tôi. Thật ra tôi cũng đi chùa, đi chiền đồ với bạn bè. Tôi cũng ăn đồ cúng. Tôi cũng thấy bạn bè tôi nó quỳ lại, tôi cũng quỳ lại. Thắp hương tôi cũng thắp hương. Thật ra đó là một cái điều mà trong gia đình của tôi đã dạy về cái điều đó rồi. Dạy tôi là không được thờ cúng thần tượng, không được cầm cây nhang, không được bước chân vào chùa. Nhưng mà cái vấn đề là mình cái thời điểm đó tôi suy nghĩ là mình dựa vào cái sự khôn ngoan riêng của mình, cái sự suy biết của mình là mình tôi nghĩ cái thời lúc đó là thực sự ra là mình cầm cây nhang mình thắp cũng chẳng ảnh hưởng gì, mình ăn một quả táo nó cúng ở trên bàn thờ mang xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà đôi khi mình quỳ lại thì cũng chẳng ai biết gì. Cho nên là việc mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi, mà biết đâu một năm mình làm có một lần thì nó cũng chẳng sao. Đó là cái suy nghĩ tôi trong cái thời điểm như vậy. Và chúng ta biết rằng đó là một cái điều mà vô cùng ghê gớm. Trong Kinh Thánh Chúa nói là chỉ có một mình Chúa là thần, còn những cái thần tượng khác nó không phải là thần. Chúng ta cứ hiểu rằng thần tượng á, chúng ta cứ Đức Chúa Trời này tạo dựng ra con người của chúng ta là hình ảnh của Ngài, đó là tạo vật của Ngài. Và chúng ta có giá trị trên hết muôn loài vạn vật. Amen không ạ? Và Chúa Ngài ban cho chúng ta có cái quyền cai trị hết muôn loài vạn vật đó, được ăn tất cả mọi trái cây, mọi thú đồng, mọi chim, những gì mà Chúa Ngài tạo ra và Ngài ban cho chúng ta. Và Chúa Ngài cũng ban cho chúng ta những cái không khí để chúng ta hít thở, và mọi cái sự sống ở trên đất Ngài đều ban cho mỗi chúng ta để chúng ta quản trị. Nhưng mà tại sao loài người của chúng ta đến ngày hôm nay lại đi rất là sai, rất là nhiều hướng, thờ rất là nhiều thần? Bởi vì sao? Đức Chúa Trời chỉ có một thần mà thôi. Từ lúc khởi nguyên có nghĩa là cái mốc trước công nguyên, có nghĩa là đầu tiên mà Đức Chúa Trời này tạo dựng nên, là chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đứng để mà tạo dựng nên muôn loài vạn vật, không có bất cứ một thần nào khác. Và mãi về sau này, theo tôi học về những cái tôn giáo, khi tôi học Kinh Thánh thì học về những cái
vấn đề mà tôn giáo xuất hiện. Thì mãi đến năm từ năm 250 trở về sau là bắt đầu mới xuất hiện những cái thần, thần bò vàng giống như dân Israel hồi xưa, thần bò, thờ cúng bò vàng, rồi thờ cúng những cái điều gì mà nó mang đến cho cái đồng ruộng hay là cái công việc của họ kết quả xanh trái, và bắt đầu họ chuyển vào thờ cúng những cái đó. Và mãi về đến năm 500, khoảng năm 500 thì nó lại xuất hiện về những cái đạo, đạo lão, đạo ca, đạo đạo rồi đạo Phật, đạo Cao Đài, rồi lão tử, Khổng Tử, rồi về sau rất là nhiều nhiều nhiều. Và chúng ta thấy là có những cái sự xuất hiện như vậy, và con người của chúng ta đã từ đó mà đi lệch ra, đi sai được cái đường lối hay là cái ý muốn của Đức Chúa Trời mà về cái sự thờ thần tượng. Cho nên Phaolô nói về cái vấn đề kiến thức của chúng ta, đôi khi con người của chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng mà chúng ta vẫn không thờ lại Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Có nhiều người, ví dụ như thầy Trọng, thường hay đi làm chứng. Tôi cũng có làm chứng cho một vài người, thầy Hiển cũng có thể là làm chứng cho nhiều người, hoặc anh em cũng có thể làm chứng cho một vài người. Và chúng ta khi chúng ta làm chứng, chúng ta biết rằng cái người đó họ biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng mà họ vẫn, vì sao họ không tin? Vì sao? Bởi vì cái sự hiểu biết hay là cái kiến thức của họ nó giới hạn, và nó không, nó làm cho lòng của họ cứng cỏi, và họ không chịu tin vào cái điều đó, mặc dù họ biết cái điều đó là đúng. Bởi vì các thần ở thế gian này đã chiếm ngự, hay là chiếm ngự, hay là áp chế được cái đời sống của họ rồi. Amen không ạ? Cho nên là chỉ có một Đức Chúa Trời. Phaolô nói là chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Thần là chỉ có một Đức Chúa Trời. Chúa là chỉ có một Chúa mà thôi, đó là Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngoài ra không có bất cứ một thần nào khác. Amen không ạ? Cho nên á, và nếu mà loài người của chúng ta là một tạo vật mà vô cùng quý giá, thì ngày hôm nay con người của chúng ta đi thờ những cái thần thần không biết, giống như Phaolô á, thờ những cái thần mà thần mình không biết là thần gì. Bây giờ có những nhà mà tôi vào bàn thờ mà tôi thấy đặt trên ông địa, ông thần tài, hay là một cái ông gì đó, ông ngồi và tôi hỏi cái ông này ông ra đời năm bao nhiêu, và cái lịch sử của ông, ông xuất xứ, ông xuất thân từ đâu, mà mấy quý vị biết không, mà mấy quý vị thờ. Thật ra người ta chẳng biết gì hết, thờ là thờ, mà ra chẳng biết cái đích lịch ông đó, ông sinh ra từ đâu, ông xuất hiện từ đâu, ông ra từ đâu. Anh em không ạ? Và khi mà chúng ta thờ những cái thần tượng như vậy, thì trong Kinh Thánh nói về những cái vấn đề thần tượng, thì trong Thi Thiên 135 có nói là hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là sản phẩm do tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, và trong miệng không có hơi thở. Kẻ nào làm hình tượng và ai nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Chúng ta thấy cái hình tượng nó có phải là thần không, ông bà chị em? Kinh Thánh nói rất rõ ràng là thần, những cái thần tượng nó không phải là thần, nó chỉ là bức tượng thôi, nó không phải là thần. Và bức tượng thì nó từ đâu ra? Từ đất, và từ bàn tay của con người chúng ta làm ra. Bàn tay của chúng ta làm ra xong, chính chúng ta là người tạo ra nó, rồi chúng ta lại bê nó lên bàn thờ, chúng ta đặt nó lên và chúng ta lại quỳ, chúng ta lạy nó. Thế thì tôi hỏi ông bà anh chị em, giá trị của nó cao hơn giá trị của chúng ta, hay chúng ta cao hơn của nó? Dĩ nhiên là giá trị của chúng ta cao hơn của nó, amen không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy cái sự mù mờ ở đây, đúng không ạ? Cái sự mù mờ về của cúng thần tượng mà Phaolô nói đến, đó là họ không biết thần đó là thần gì, và họ, nhưng mà họ vẫn thờ lại cái thần đó, amen không ạ? Một cái tượng mà chính tay chúng ta tạo ra nó, mà chúng ta lại đặt lên bàn thờ và chúng ta lại quỳ lại nó, có nghĩa là chúng ta đang đặt nó cao hơn cái giá trị của chúng ta. Giống như người cha sinh ra đứa con, mà bây giờ cái người cha bỏ đứa con lên bàn thờ và người cha thờ đứa con, mà trong khi chính đứa con đó là mình sinh ra, thế thì hoàn toàn là ngược, đúng không ạ?
chúng ta thấy nó nghịch lý không? Cho nên về cái sự thờ cúng thần tượng, chúng ta hãy cố gắng nhớ rằng khi chúng ta đi trong những cái dịp lễ Tết như thế này, chúng ta hãy tránh, nếu ai mà chúng ta có điện gia đình chúng ta còn đang thờ cúng thần tượng hay là thì chúng ta cũng nên tránh cái vấn đề thắp hương hay là quỳ bái, hay là chúng ta biết rằng cái của cúng ở trên cái đồ đó đấy, đang nằm trên bàn thờ và mang xuống để mà ăn. Nếu như mà chúng ta đã biết nó là cái của cúng rồi thì chúng ta đừng đến ăn. Còn nếu mà chúng ta không biết, giống như Kinh Thánh nói, chúng ta không biết mà chúng ta ăn thì cái đó, vấn đề đó chúng ta không bị định tội. Nhưng mà chúng ta đã biết là cái vấn đề cái của cúng đó là của cúng thần tượng rồi mà chúng ta vẫn ăn thì chúng ta sẽ có tội. Anh em không ạ? Cho nên nếu chúng ta đã biết rồi thì chúng ta hãy tránh cái vấn đề thắp hương, quỳ lại hay là ăn của cúng thần tượng trong những ngày cuối năm này, ông công ông táo rồi chúng ta đi thăm chúc Tết và chúng ta đốt Tết gì đó, thì chúng ta hãy tránh những cái vấn đề đó ra. Các em không ạ? Đó là những điều mà chúng ta cần phải làm trong một năm mới sắp tới để chúng ta tránh đi những cái điều đó. Còn cái điều thứ hai nữa mà Paulo nói về tình yêu thì Paulo nói trong câu số 3 là: nhưng mà người nào mà có tình yêu thương á thì Đức Chúa Trời biết người đó và Đức Chúa Trời đến cùng với người đó. Cho nên cái tình yêu thương á nó sẽ giữ cho mỗi đời sống của chúng ta. Tình yêu thương nó giống như là một sợi dây liên kết để nó giúp chúng ta thông công với nhau, chúng ta giúp đỡ nhau trong cái vấn đề, hay là chúng ta chia sẻ nhau trong những cái vấn đề về người mạnh giúp đỡ người yếu. Amen không ạ? Có nghĩa là Paulo đang nói là chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta biết hết mọi sự hiểu biết về thờ cúng thần tượng thì chúng ta chỉ giúp đỡ những người họ không biết về cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã biết về cái điều đó mà chúng ta cố tình chúng ta làm điều đó, hay là chúng ta hướng dẫn cho một khác người khác làm bị ảnh hưởng về điều đó, thì chúng ta sẽ làm được có tội. Amen không ạ? Cho nên hỏi các bạn chị em, xin Chúa trong năm mới Chúa cho chúng ta có những cái sự khôn ngoan để chúng ta né tránh về cái sự ăn của cúng thần tượng hay là thờ cúng thần tượng. Và Đức Chúa Trời thì Ngài từ trong sáng thế ký cho đến khải huyền thì Đức Chúa Trời Ngài luôn, cái điều mà Ngài làm đó là Ngài luôn cảnh báo mọi đời sống của chúng ta, hay là Ngài luôn nhắc nhở mọi đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy trong sáng thế ký đoạn 4 câu chuyện giữa Cain và Abel thì hai anh em chúng ta thấy là họ đều dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ nhận của lễ của Abel thôi và Ngài không có nhận của lễ của Cain. Và qua cái điều như vậy thì Cain rất là bực mình và Cain gầm cái nét mặt xuống. Và lúc đó Đức Chúa Trời chỉ đến Đức Chúa Trời hỏi là Cain là tại sao nét mặt của con sầm xuống như vậy, con có vấn đề gì à? Và nếu như mà cái thái độ của con vẫn còn như vậy nữa thì tội lỗi nó đang rình ở xung quanh con đó. Và Đức Chúa Trời đến và Đức Chúa Trời cảnh báo Cain như vậy. Và Chúa Ngài chỉ đến Ngài cảnh báo và Ngài nhắc nhở chúng ta. Amen không ạ? Còn cái vấn đề Chúa Ngài vẫn cho chúng ta có quyền quyết định. Nhưng nếu chúng ta làm sai đó, thì dòng dõi của chúng ta không phải là dòng dõi thánh và đền phương, giống như là dòng dõi của Cain. Chúa Ngài vẫn tha thứ, Ngài vẫn không cho những cái điều khác tra tay lên mạng sống của Cain. Nhưng mà về sau cái dòng dõi của Cain nó không phải là một dòng dõi thánh. Trong cái dòng dõi của Cain đó có những sự ô uế tà dâm và giết người ở trong đó không phải là dòng dõi thánh. Nhưng mà Chúa Ngài vẫn ban phước cho cái dòng dõi đó, Ngài vẫn ban ơn để họ tiếp tục sống và sinh sản ở trên đất. Nhưng mà ý tôi muốn nói là Ngài luôn cảnh báo về những cái điều đó và Ngài nhắc nhở chúng ta để chúng ta hãy cố gắng làm theo những cái điều như vậy. Amen không ạ? Cho nên Chúa chỉ đến, Chúa chỉ nhắc nhở chúng ta thôi. Còn cái việc chúng ta làm đó là một cái việc, điều thứ hai mà chúng ta cần phải quyết định để mà chúng ta tránh những cái điều đó ra.
Và từ câu 4 đến câu số 9 á, thì Phaolô nhấn mạnh với những tín hữu á, phần các thần tượng và của cúng á, chỉ là giả tạo thôi, chỉ là cái nghi thức tế lễ thôi của người ngoại đạo, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Và Phaolô cũng cảnh báo chúng ta không nên ăn và cũng không nên gây cớ vấp phạm cho người, những người yếu đuối, những người yếu đuối hơn mình. Cho nên là do đó Phaolô dạy rằng nếu một tín hữu mà yếu đuối hơn mà ăn những cái đồ ăn đó thì vì họ tôn trọng một người nào đó, hay là có nghĩa là họ tôn trọng chúng ta. Đôi khi chúng ta có một cái, những ngày Tết mà chúng ta thường đi, chúng ta hay có một cái vấn đề này mà chúng ta sẽ bị này. Đó là chúng ta cả nể. Cả nể và chúng ta sợ. Sợ là sợ mất mặt, đúng không ạ? Sợ mất mặt với người này, với người kia, với chồng họ mình, với người này người kia. Và chúng ta cả nể, cho nên chúng ta đã ăn những cái đồ ăn mà chúng ta biết rằng đó là của cúng thần tượng rồi. Và cái đó, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà chúng ta hay bị nhiều nhất. Và nó giống như là một cái vết, cái nếp văn hóa ở trên mỗi gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Anh em không ạ? Cho nên nếu chúng ta đi đâu, chúng ta hãy nhớ mang quyền hay dùng những cái mưu trước như vậy để nó chèn cái chúng ta ăn của cúng thần tượng, thì chúng ta hãy tránh nó ra. Anh em không ạ? Để có những cái sự khôn ngoan để chúng ta từ chối nó và chúng ta đi chỗ khác và chúng ta làm một cái việc khác. Và điều thứ ba nữa là Phaolô cũng nhấn mạnh Chúa rằng Chúa cho chúng ta quyền tự do, nhưng không có nghĩa là chúng ta làm gì cũng tốt. Nhưng đây chính là sự cứu rỗi dành cho chúng ta mà chính Đức Chúa Trời ban tặng cho mỗi người. Cái vấn đề về ăn của cúng thần tượng mà Phaolô muốn nói ở đây, nó là Chúa ngài ban cho chúng ta cái quyền tự do, nhưng mà giống như là chúng ta không thể nào chúng ta lấy cái quyền tự do đó để chúng ta ăn ở theo cái tánh xác thịt của chúng ta hay là ý muốn riêng của chúng ta. Anh em không ạ? Nhưng mà chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa. Và cái về cái vấn đề mà ăn của cúng thần tượng ở đây nữa, một cái ý nữa mà Chúa Phaolô muốn nói đến là đây chính là sự cứu rỗi dành cho chúng ta mà chính Đức Chúa Trời ban tặng cho mỗi người của chúng ta. Cũng một cái miệng của chúng ta, chúng ta không thể nào ăn bánh và uống chén xong sau đó chúng ta lại đi ăn của cúng thần tượng. Điều đó không nên. Anh em hoặc trong gia cơ Phaolô nói rất nhiều điều này. Gia cơ nói rất là nhiều điều này. Một mạch nước thì không thể nào có hai nguồn nước ở trong đó, nóng và lạnh. Cũng vậy, chúng ta không thể ăn bánh và uống chén xong rồi chúng ta lại đi ăn của cúng thần tượng, thì điều đó là điều không nên. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong những cái điều tuy nó nhỏ nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự cứu rỗi của chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Amen không? Và cái điều cuối cùng nữa là trong Ephesô đoạn 2 câu 8 câu 9 thì nó là vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là quà tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Và quyền tự do đi đôi với trách nhiệm, để chúng ta không dung túng vào công việc của các thành phần hư không. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đứng chân thần mà thôi. Và chính Chúa ngài đã ban mưa ban nắng, ban muôn loài vạn vật cho chúng ta. Và chúng ta hãy nên biết ơn Chúa và chúng ta thờ lại một mình ngài mà thôi. Và để kết thúc cái điều tôi muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, thì nguyện xin Chúa ngài giúp cho chúng ta trong những ngày tới, khi cái thời giờ mà chúng ta bận rộn trong dịp cuối năm, những ngày mà chúng ta cùng nhau đi chúc Tết, là chúng ta đốt vàng mã, chúng ta bại đốt Tết gì đó, thì chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cho sống tâm linh của mình. Amen không ạ? Để xin Chúa ngài cầu nguyện, đừng xin Chúa ngài đừng cho chúng ta phải vấp phạm về những cái điều như vậy. Và xin Chúa ban phước trên nào các bạn chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau hiệp nhất và cầu xin được cầu nguyện. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của ngài trong buổi tối ngày hôm nay.